các phương pháp pha chế. Đối với thức uống nóng thì nó có phương pháp khuấy. Khuấy là đổ tất tần tật sản phẩm vào trực tiếp vào ly. Chúng ta sẽ khuấy đều sản phẩm lên. Đổ tầng thì đổ sản phẩm vô từng lớp vô ly, lớp trên, lớp dưới, nó tạo ra nhiều tầng rất là đẹp, hoặc tạo ra màu này, màu kia. Trực tiếp là đổ trực tiếp sản phẩm vào ly là xong. Thức uống lạnh là như là ép, nên mình sẽ mua tất cả loại trái cây, bỏ trực tiếp vào máy, sau đó mình sẽ ép vào, mình sẽ lấy nước. Xay là mình cho tất tần tật sản phẩm như là trái cây, sữa chua mình do trực tiếp vào một cái máy blender, sau đó mình bỏ đá vô, mình xay trực tiếp ra sản phẩm. Lắc là tất cả bỏ sản phẩm trực tiếp vào một cái shaker hay là bó tông, hoặc gọi là mình lắc bỏ vô, sau đó mình sẽ cho đá vô đầy lắp lại, mình lắp đều sản phẩm lên để cho trộn hết tất tần tật sản phẩm, sau đó mình đổ trực tiếp ra ly. Khuấy thì cũng như là thức uống nóng. Đổ tầng cũng giống như là thức uống nóng, trực tiếp cũng giống như là thức uống nóng. Dụng cụ pha chế: máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy pha cà phê, bình thủy đựng nước nóng và nấu nước nóng, máy xay cà phê hạt lấy cà phê trực tiếp, máy vắt cam hoặc vắt chanh. Đây là muỗng nhỏ để uống cà phê nóng và cacao nóng. Còn đây là muỗng lớn để uống cà phê đá, cacao đá. Còn đây là khăn lau ly. Đây là bình xịt kem để dắt trên đầu cái ly. Đây là shaker là để pha trộn tất cả các loại thức uống, đổ trực tiếp vào trong này, sau đó mình sẽ đặt đều lên. Còn đây là bót tông shaker thì bỏ tất tần tật các loại thức uống trực tiếp vào cái ly mixing lắc. Sau đó mình sẽ dùng bó tông mình để lại và mình cũng lắp đều sản phẩm lên. Còn đây là strainer lực gà. Đây là bình sốt để dành đựng những nước sốt như là nước đường, phin pha cà phê, ca đánh bọt sữa, dụng cụ để đo nhiệt độ sữa, lọ rắc ca cao, khuôn đổ cà phê latte art để tạo hình, xô đựng đá, xúc đá, cây đánh cà phê, cây nghiền trái cây, ba xà bun, cây khuấy lớn, một đầu là đầu muỗng để khuấy sản phẩm, một đầu là nẻ thì gắp trái cây, chính giữa có vòng xoắn để tạo chúng ta xay cho nó đẹp, cây gấp đá, nai là con dao, tấm thớt để gọt trái cây, cây khuấy, ống bơm, siro, đo định lượng, thảm để pha chế, múc kem. Xin hẹn gặp các bạn vào bài tiếp theo.